Chào các bạn, mình đang ở Đại học Columbia, là những đại học ở danh giá và lâu đời nhất nước Mỹ, trường nằm trong Ivy League và là trường đại học tư thục lâu đời nhất của tiểu bang New York và lâu đời thứ năm tại Hoa Kỳ. Trường cũng là thành viên sáng lập liên viện thì phẫu viện đại học Mỹ, và ngôi trường này vô cùng danh giá. Như các bạn sẽ thấy, đằng sau mình đây là Law Library, được thư viện chính quyền trường đặt tên theo cựu president của nhà trường, đó là Seth Law, người mà đã tài trợ $1 triệu để xây dựng cho trường. Như các bạn thấy, trước cổng trường học của thư viện Law của trường học Columbia có một bức tượng Amateur Kitô giáo, thì thông thường định chỉ các thánh mẫu, đặc cụ thể là Đức Mẹ Maria. Nhưng đối với thời hiện đại thì thực cử này nói lên một trường học, một viện đại học mà một người đã dành những năm tháng có tính quyết định của người đó tại nơi đây. Như các bạn có thể thấy, Đại học Columbia là trụ sở là đất lớn thứ hai tại thành phố New York chỉ sau những thần công giáo, và Đại học Columbia sở hữu khu đất rộng 13 hectare ở quận trung tâm của New York rất là đắt đỏ. Các bạn biết rằng là Manhattan là một trung tâm với những nhà trọc trời đất thì hiếm và rất đắt đỏ. Tuy nhiên ngôi trường này đã được lâu đời và sở hữu một mảnh đất rộng đến tận 13 hectare, thật là hiếm có trong thời đại ngày hôm nay. Nếu các bạn nhìn vào những cựu sinh viên và những người có liên quan đến vào Columbia, các bạn sẽ thấy một danh sách dài được sự ảnh hưởng, ví dụ như là năm cha lập quốc của Mỹ và ông tổng thống Hoa Kỳ, trong đó với tổng thống Barack Obama và Roosevelt, chính thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ, chính bảy người đã đạt giải Nobel, một số rất là lớn không các bạn, và trong đó có hiện tại là chính người giải Nobel đang công tác tại trường đại học Columbia và 25 giải Oscar, rất là danh giá luôn các bạn. Bên cạnh đó, đại học Columbia cũng là đại học xếp thứ hai trên thế giới chỉ sau Harvard về số lượng sinh viên là tỷ phú. Các cựu sinh viên của nhà trường đã có vai trò rất lớn tại phố Wall, những tập đoàn tài chính lớn nhất của Mỹ, có thể kể đến là Warren Buffett và chủ tịch Walmart, cũng như chủ tịch Citibank Morgan Stanley. Do vậy tỷ lệ đầu vào của đại học Columbia cũng rất là khá cao. Trong Ivy League thì chỉ đến sau đại học Harvard với tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 30%. Trường đã đến hơn 60.000 sinh viên hồ sơ, tuy nhiên chỉ chọn khoảng 2.200 sinh viên. Với tỷ lệ khoảng 37% như thế này thì nhà trường phải trọng lòng rất là kỹ. Và điểm đặc biệt ở đây là các bạn thấy trên 52% là có người da màu và nghệ sinh viên quốc tế, chứng tỏ đại học cũng như thành phố New York có về đa dạng chủng tộc rất là độc đáo. Để nhận được vào môi trường danh giá này, bên cạnh GPA của các bạn phải xuất sắc và có hoạt động ngoại hóa thể hiện năng lực của bản thân mình, kinh nghiệm của mình, các bạn và các bạn còn phải viết những bài tự luận để mô tả mong muốn vào trường, cũng như mô tả những cái khát khao và kinh nghiệm của các bạn. Bên cạnh đó thì điểm về tiếng Anh cũng phải rất là cao, IELTS phải 7 chấm, TOEFL 100/120 và điểm SAT phải đạt 1515/6. Đây là những tiêu chuẩn đầu vào rất là gắt gao của nhà trường. Và nếu các bạn mong muốn có thể học IELTS cũng như được tư vấn du học thì Wireless sẽ là nơi giúp đỡ ươm mầm cho các bạn để vào những cái trường danh giá như thế này. Như các bạn thấy ở đây là ở nước Mỹ cũng như châu Âu thì có những bãi cỏ rất là xanh và sinh viên có thể nằm trên đó để thư giãn, học tập cũng như trao đổi kiến thức, và rất là mát mẻ. Không như ở Việt Nam thì khí hậu nắng nóng ở đây xe lạnh và rất là mát mẻ, rất là phù hợp. Các bạn chỉ cần một chiếc áo khoác là đủ để các bạn có thể rong chơi ngoài đường, tham gia các hoạt động outdoor activities như ở đây. Khu vườn rất là rộng thoáng mát như các bạn.